Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bê Cô Thành. Và Bê Cô Thành của ốc đã nuôi rất nhiều con, ví dụ như con Talking Joan này, Angela này, Pew này, vân vân và mây mây. Thì hôm nay mình quyết định Skibidi đang hot thì mình sẽ nuôi một con Skibidi ngu si xem chuyện gì sẽ xảy ra nhé các bạn ơi. Ok, và trước khi video các bạn nhớ nút like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo nha. Mình cũng tò mò không biết là nuôi Skibidi sẽ kiểu gì nữa. Vậy còn cho nó uống thuốc nữa xem chuyện xảy ra nhé các bạn. Vào luôn. Ôi ôi, con Skibidi mặt đen, người rất là bẩn bẩn luôn. Ui, mặt đúng giống Bê Quy Thành luôn. Làm sao mà giống mặt đẹp trai ngất ngây con gà tây của anh được. Mồm nó nhì nhì, thích không thích bốc phét không được. Nói như kiểu đang tức giận ấy hả? Bây giờ thử cho nó nói nha mà. Nó không nói các bạn ạ. Khi nào nó vui nó mới hát cho mình nghe. Nó hát bài Skibidi đôm đôm đôm. What the hell? Đúng rồi, bây giờ hình như là nó đang bẩn đấy Bê Quy Thành ạ. Ở đây, ui, phòng tắm này. Thì nó là Skibidi toilet thì nó phải trong phòng tắm chứ. Đây có ảnh của con cameraman và đây là giấy vệ sinh các bạn ạ. Đây bây giờ mình sẽ tắm cho nó luôn nhá. Đấy, có tắm được không? Sao không tắm được? Đấy, tắm nó rồi, lấy nhúp lên. Đấy. Đây nhá. Xà xà bông lên. Biết mày bẩn bẩn, xấu xấu bẩn bẩn, bồn cầu lên 1.500.000 không ai rửa. Bây giờ ta sẽ tắm cho mày nha. Rồi, tưới nhá. Sạch sẽ chưa? Thơm tho chưa? Đấy. Tắm xong nhìn cũng gọi là đẹp trai hơn Bê Quy Thành. Đẹp trai là sao của Bê Quy Thành. Để bây giờ thử xem nó hát nhé. Chưa vui. Nào cái mặt cười này phải xanh lét lên thì mới vui. Thế là tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi nhỉ. Bây giờ đi sang phòng khác nào. Ui, đây là phòng bếp các bạn ạ. Bây giờ phải cho nó ăn à? Đúng rồi. Đồ ăn ở đây thì chúng ta có gì đấy? Tuna. Thịt hộp à? Món cá ngừ này. Chúng ta có trứng này, có đậu phộng này, cũng có một chút thịt. Đấy, hay gà hay mua donut hoặc là mua cake, hình như bên trang B vẫn còn. Hết rồi. Hết à? Bây giờ anh sẽ mua cho nó tuna này, mua cho nó con gà, thế thôi. Đấy, bây giờ thế là nó no à? Đây, bây giờ cho nó ăn pizza. Đây, bây giờ cho ăn con gà được. Hay cho ăn cái cá, hộp cá ngừ. Ăn đi. Mồm to đấy. Mồm ăn tham nhưng mồm bao buồn. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Nó chưa no đâu, nó cần phải ăn cả một con gà nữa. Các bạn ơi, nó nhai cả cái hộp luôn. Nó không thèm ăn lõi bên trong, nó bỏ hộp ra mà nó ăn cả cái hộp luôn. Cho ăn xô rác nữa ăn không? Bị điên à? Yêu ơi, phòng bẩn thế đấy. Cho đây là ảnh của nó này đi. Rồi bây giờ ăn chicken nhé, ăn cả con gà này há miệng đấy. Rồi. Lêu lêu chết thìa mấy anh trêu người nữa. Thôi được rồi, cho nó ăn đi, nó phát điên rồi các bạn. Bây giờ hình như nó thiếu ngủ nữa. Thiếu ngủ hả? Thế bây giờ chúng ta sang phòng khác. Ô, đây là phòng gì? Phòng làm chế việc. Tạo à? Phòng chế tạo nghiên cứu xem nào. Có các loại thuốc rất là xịn sò các bạn à. Chúng ta có thuốc cung cấp năng lượng, thuốc sức khỏe, thuốc làm cho nó không đói, thuốc làm cho nó vui, thuốc làm cho nó maximum, thậm chí có cả thuốc độc các bạn ạ. Ui, anh chú ý đến một lọ thuốc màu đỏ và một lọ thuốc màu xanh trị giá 999 tiền. Và nãy giờ anh ngồi xem quảng cáo rất là mệt nên là các bạn cũng xem quảng cáo trong video của anh nhé. Ok. Chúng ta mua thuốc luôn à? Không, anh chưa mua thuốc. Chúng ta đúng rồi, đi ngủ ấy, cho đi ngủ ấy. Thuốc là phải để phần sau, bây giờ đang buồn ngủ. Có mini game này các bạn này, vào chơi mini game tí đi. Nhưng nó buồn ngủ rồi. Buồn ngủ bắt chơi mini game rồi. Ở đây có rất nhiều máy chơi. Nhìn mắt nó sắp zip hết vào rồi kìa. Kệ nó đi. Ôi, có hẳn 4 trò luôn các bạn. Đầu tiên là trò Skibidi Hunt. Cuộc đi săn Skibidi hả? Chơi luôn. Rồi, ok. Rồi tiếp, và tiếp. Đây là Skibidi đi săn các bạn ơi. Nào. Ui, bên này cực nhiều luôn, có cả TV Man. Chạy đi đâu TV Man? Ta là Skibidi chân nhện đây. Ta ăn thịt các người. Chạy đi đâu con sâu? Rồi, dí nó. Dí nó, cắn bọn này hy sinh hết. Chạy đi đâu? Ôi bọn này bợ. Anh mạnh hơn rồi. Anh ăn được 10 con này, anh đã mạnh hơn rất nhiều Bê Quy Thành rồi, ạ. Bọn này, ui giời ơi, loa anh này. Anh phải tiêu diệt vài đứa một lúc vào, có đứng vào hình tròn ấy. Ui chú này đông này, anh sẽ ra đây một đấy, phát. Một phát hai đứa luôn. Ui chú này một bầy luôn. Đồng ua, 4 đứa luôn, Bê Quy Thành gọi mạnh là hơn. Cắn gọi là, TV Man chạy đi đâu. Ui mạnh quá, trời ơi. Câu nhiều con đâu. Vào. Câu nhiều con khác nhau. Anh gọi là hút hết gọi là năng lực của bọn nó luôn. Bây giờ anh trở thành một con Skibidi chân nhện mạnh nhất thế giới. Hai đứa cùng một lúc. Ê, sao hết giờ rồi? Sao hết giờ rồi các bạn ơi? Bê Quy Thành chắc sẽ tiêu diệt được khoảng 27 con Skibidi. Yes. Tiêu diệt được 27 con các bạn ạ. Rồi, mình thắng rồi các bạn ơi. Điểm 27 được cộng thêm 27 tiền. Ok, chúng ta sang cái game tiếp theo xem nào. Tên. Ui, có vẻ nó vui rồi đấy Bê Quy Thành ạ. Hay là cho nó hát đi.
Ờ, hát xem nào. Rồi, đến với mini game thứ hai đó là Flappy Skibidi. Các bạn có biết là một vài năm trước đây thì có một cái tựa game rất là hot tên là Flappy Bird đó. Thì đây là Flappy Skibidi, bọn mình sẽ dùng một cái phím trên bàn phím của mình để có thể cho cái con Skibidi nó bay. Và bên cạnh chơi cực ngu, không có một điểm nào. Rồi, làm lại. Lúc đấy là lần ở dưới, ở dưới. Khó. Rồi lại nha các bạn ơi. Được hẳn một điểm rồi. Đồ ăn hại. Lại nào các bạn ơi. Bruh. Thôi chỉ được một điểm thôi, không được hơn đâu các bạn ơi. Mình xin chơi trò khác. Đúng rồi, trò này cày thế nhỉ. Bấm nó khó, nó không được nhạy các bạn ạ. Rồi, trò thứ hai tên là Skibidi gì đây? Dash có vẻ như là vượt chướng ngại vật các bạn ạ. Ờ, ok, thử nha. Play. Ồ, dễ, trò này chơi được. Đúng rồi. Đấy, trò này nó phải nhạy nhạy này, dễ chơi. Trò lúc nãy ấn toàn bay quá các bạn ạ. Xem cái này vượt được qua bao nhiêu thử thách nhá. Úi dồi, càng ngày nó càng dài. Càng ngày nó càng nhiều trông gai các bạn ạ. Úi dồi, phải thật là tập trung không được. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Đấy, thôi rồi. Hẳn 10 điểm. Ờ, 10 điểm được rồi. 10 điểm. Được rồi, ok, 10 điểm okay, được rồi. Ok, 10 điểm được rồi. Trò cuối cùng là Skibidi Laser. Đúng rồi. Ồ, thế là mình biến thành con Skibidi và tiêu diệt TV Man và đội quân của bọn chúng à. Chính xác. Bây giờ mình trở thành phe kẻ xấu. Ôi, đây là thành phố à, thành phố gì mà trông ảo này. Thành phố bị sụp đổ này. Đây, trông IG Man này nè. Ồ, bây giờ là phải bán đúng không? Bán luôn. Ôi, mắt laser gọi là dấu cộng bắn thẳng vào thằng loa kia luôn. Thằng loa rụng xô. Đốt dám luôn, tấn nhìn công. Nhìn quanh xem nào. À, bọn này từ dưới đất chui lên các bạn ạ. Đốt luôn, mấy con Skibidi tuổi dê. Mấy con bé bé này là gì? Úi xui, gọi là đốt cả thành phố luôn. Đâu. À, giờ hai con rồi, dần dần chúng nó tăng số lượng lên các bạn ạ. Không sao. Đã có mắt laser của G-Man, đốt chết hết bọn này luôn. Ồ, hai con nó TV Man đã xuất hiện. Bọn này xuất hiện cùng một lúc à? Không xuất hiện một con chùm thì làm sao mà tấn công được BQ Thành đúng không? Bạn bị kinh rồi. Mày hả? Nướng luôn con loa men này. Em sợ lát tí nó spawn nhiều thì mình không bắn hết được đâu. Ồ. Thế kìa, một con spawn sau nhà. Ui, con sau luôn. Ui, nhiều ấy. Ồ. Bắn con gần trước các bạn ạ. Con gần nó đi đến đấm vào mồm mình đấy. Sợ gì, có mắt là gì. Ui, cameraman đã xuất hiện. Cameraman đi luôn. Speakerman. Wow! Speakerman Titan. Rồi xong luôn, nó xuất hiện một con chùm loa siêu to khổng lồ rồi các bạn ơi. Vớ vẩn, tí nó xuất hiện mũi khoan này sao? Thế nó thì khoan mình ấy. Toàn rồi các bạn. Chưa bắn được các bạn ạ. Nó chưa xuất hiện qua cái tòa nhà mình bắn bị vướng tòa nhà không bắn trúng được nó. Đây rồi. Ôi, nó vác cả bộ loa thùng như thế này thì ai mà chơi. Nhìn này. Anh không mạnh lắm đâu. Anh sắp hạ gục được con Titan này rồi các bạn ơi. Ôi, không mạnh lắm đâu, thả thêm con nữa thì gọi là bắn mệt nghỉ luôn các bạn ạ. Toàn bọn này rồi. Đi. Ôi, đông rồi, quân này đông rồi. Ôi. Dí à? Thật đông này làm sao mà chơi. Ôi. Cực to rồi. Mình phải bắn con chùm này vì con này nó rất mạnh, nó mà tiếp cận được mình nó đập một phát là mình hy sinh luôn đấy các bạn ơi. Bên kia. Rồi được 16 mạng rồi các không, bạn. Con này gần hơn chứ, con speaker gần hơn mà. Con gì? Em mình bắn con này. Không sao. Chết rồi. Chết rồi. Nó đến nó phát nhạc bùm. Chết rồi. Chết rồi. Con kia gần hơn không bắn đi. Lỗi đấy. Thôi bắn con nào cho nó hy sinh con. Ủa gần thế. Con camera gần quá rồi. Ôi. Thế rồi, mình có trụ được nữa không ốc? Đội quân chắc nó còn. Càng ngày càng tăng rồi. Số lượng tăng lên cực kỳ nhiều. Trời, mọc lên như nấm ấy. Nướng. Ôi. Đằng sau lại có Titan hay sao ấy. Anh bắn thế này thì bọn này làm sao mà tấn công được ai? Đúng không? Cho con gì mạnh hơn đi, mấy con này làm sao mà đấu lại với G-Man mắt laser được. Liều tiểu quá để bắn cháy cả lòa các kiểu. Yeah. Ôi giời, đi này. Đấy, anh đốt một phát hàng loạt rồi này các bạn. Úi dồi. Rồi xem nó làm gì mình nào. Rồi, không bắn nữa đấy, cho chúng mày đánh tao đấy, xem là sao, chuyện sao. Nó bắt đầu chiếu vào mình à đúng không? Úi dồi. Úi dồi.
rồi. Ôi đấm rồi. Đấm liên tục vào mồm. Ta được 31 điểm các bạn ạ, điểm này cao. Ờ, trò này anh chơi còn có thể chơi được nhiều điểm hơn đấy, nhưng mà thôi, nó dễ quá. Bây giờ Thành chơi trò khó hơn. Đúng rồi. Thôi quay trở lại nha. Rồi các bạn ơi. Có vẻ như nó lại đói rồi Bê Quý Thành ạ. Sợ ăn lắm thế mày. Đây, đây này, à từ từ đây, đói đúng không? Sang mua cho nó món gì đây? Ốc pizza. Pizza. Hey. Pizza đúng không? Hay mua cho hẳn cái bánh này đi cho nó ăn cho đã. Ừ, cũng được. Ăn quả trứng nữa đi. Ok. Ở nhà đầu tiên là cho ăn quả trứng nè. Ui, chết thiệt chứ. Trứng nè. Ăn pizza. Anh nhầm, ăn cake. Ngon chưa? Đây. Nó căng luôn. Nó lại bẩn rồi Bê Quý Thành ơi. Nó lại bẩn, kệ nó đi. Hoặc là cho nó đi ngủ cũng được, tắt đèn đi. Ồ, ở đây chúng ta có thể mua được cái gì đây? Ôi, khuôn mặt, khuôn mặt da đen nè. Khuôn mặt cười, mồm cười có râu. Da đứa nào cũng cười hết. Ở đây thử cho mua ông da đen như nào nhá. Mua được ông da đen, được chưa? Trang bị rồi. Ôi trời ơi. Tắt đèn rồi xong rồi đi ngủ, tắt đèn xem có nhìn thấy không đấy không? Tắt đèn là không thấy gì đâu cả. Tắt đi. À, nó mà đi ngủ thì nó sẽ chui xuống dưới bồn cầu để nó ngủ các bạn ạ. Rất buồn cười luôn. Bây giờ nó cần đi tắm ấy. Ok, đi tắm hả? Ừ. Sang phòng bên là đi tắm. Phòng bên là đi tắm đúng không? Rồi. Đấy. À, tắm cho sáng sủa tí nhá, không là đen xì xì rồi. Tắm trắng à? Tắm trắng nha các bạn đấy, không lại bảo đen xì xì đấy, bảnh chưa? Mọi chỉ số đang rất tốt, trừ mỗi chỉ số có hình dấu cộng mà đang chưa có chỉ số nào. Này, bây giờ là mua một cái gì đấy. À đây, mua thức ăn rồi, đúng không? Đây, bên này là mua thuốc. Có các loại thuốc. Bây giờ là anh sẽ mua hai lọ thuốc này trước. Lọ thuốc màu đỏ này và lọ thuốc màu xanh này. Ừ. Ok, sao bây giờ được thuốc, đây là thuốc gì? Thuốc năng lượng. Năng lượng này. Thuốc máu này. Thử mua này. Ok, thuốc này. Thuốc mắc, mua thuốc mắc thì đang biết thuốc mắc là thuốc gì. Rồi, uống thuốc mắc trước đầu đúng tiên rồi, nha các bạn. Uống thuốc mắc này. Đấy, thuốc mắc ấy rồi. Rồi. Mắc tất cả mọi chỉ số. Đấy, hiểu không? Phải làm gì hết, mắc luôn. Đúng rồi, mắc luôn. Ôi, mặt ông này xấu quá, có nên đổi mặt ông khác không ông nhỉ? Mặt ông nào cũng xấu cả mà, không sao đâu. Nhưng anh thích mặt ông nào trắng trắng cơ. Mặt đầu chọc đi. Mặt này nhá. Eric. Ok. Ê, bảnh. Trông được đấy. Tắt đèn thì cũng vẫn nhìn thấy mặt chứ không như ông kia. Rồi, ok, bây giờ cho uống thuốc thôi. Cho uống thuốc xanh hay thuốc đỏ? Từ từ xem loại thuốc nào ok hơn. Theo ốc là uống thuốc xanh, thuốc đỏ. Thuốc xanh. Thuốc xanh chứ đi nhá. Nó thèm này, nó thèm ấy. Đây không phải rượu đâu. Rồi, xem chuyện xảy ra các bạn ơi. Có vẻ như nó có phản ứng gì đấy trong người nó. Và nó bị sải. Nó mọc ra nhiều đầu. Skibidi đôm đôm đôm. Tiêu diệt luôn. Uống cho uống cái thuốc đỏ đi. Skibidi đôm đôm đôm. Skibidi đôm đôm đôm. Đôn dép dép chứ không phải đôn đôm đôm. Rồi bây giờ cho uống thuốc đỏ nhá. Ôi, 5 con thèm luôn mà. Nhưng mà mọc ra là 5 cái đầu, mỗi cái đầu khác nhau đấy nha các bạn. Uống đi xem chị xảy ra nào. Ta sẽ tiêu diệt các ngươi. Xả nước luôn. Nổ tung luôn. Hỏng bồn cầu luôn rồi. Và mình đã cho Skibidi Toilet uống thuốc độc các bạn ạ. Nó đã chết queo các bạn ơi. Ôi, không, nó không chết các bạn ơi. Nó biến thành đỏ ngòm các bạn ạ. Phải mua cái gì cho nó, uống cho nó tiêu diệt nó đi. Nhìn này, nó còn nhìn theo mọi hướng anh di chuyển luôn ạ. Ốc kìa các bạn kìa. Đã like video và đăng ký kênh cho Bê Quý Thành. Chứ không sợ Skibidi sẽ chui ra từ bồn cầu nhà các bạn đấy. Trông kinh quá các bạn ơi. Cho nó uống thêm lần thuốc nữa. Đây, thế thì đợi tí anh xem quảng cáo để thêm tiền nhé các bạn. Okay. Bây giờ mình quyết định mua thử lại cái thuốc xanh xem có cứu được nó không nhá các bạn. Đúng rồi. Ok. Không hết cứu ấy. Nào, uống thuốc xanh em nào. Thuốc xanh vào. Mặt đang đỏ đâu, uống thuốc xanh chắc chắn mặt sẽ màu xanh. Bồn cầu đỏ ngòm nữa mà các bạn. Cứu được rồi. Vậy là mình đã cứu được con thú cưng Skibidi của mình rồi các bạn ơi. Tưởng là hết cứu rồi. Tưởng hết cứu nhưng mà mình đã cứu được Skibidi rồi. Nào, tưới nước cho tỉnh táo bớt ngáo nha. Nào, đánh sạch xe chưa? Rồi các bạn ơi, có lẽ là hôm nay tụi mình đã nuôi xong con Skibidi làm thú cưng cực kỳ tuyệt vời ông mặt trời luôn. Và nếu các bạn cũng muốn nuôi Skibidi thì đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh thì để tụi mình gửi cái con Skibidi này đến nhà các bạn nhá. Okay. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye. Ui giời. Giang hồ quá.